ơi dạ ơi. Hay quá Hà ơi. Chú ý nè. Bấm gì vậy thôi. Đúng rồi, từ từ thôi. Có. Giúp mắt vô một cái. Bằng tiếng son không à? Em táp cho em lấy lưỡi em liếm làm cái tướng gì vậy đó. Không có lấy cái này nè. Cái này nhẹ lắm. Dạ, không. Cái cãi hổ dạ gọi nhẹ tưng à. Đúng rồi. Nhẹ tưng à. Đúng rồi. Đó. Đây nè. Bên này người ta ăn rồi, bên này thổi chưa xong nữa. Em chưa được thò mồm một cái bánh luôn đó. Còn một cái nữa. Cái nồi nè. Hay quá, nhìn đúng là một chiến binh. Đó, thông minh. Chờ tới giây phút cuối cùng. Được, đập tay, luôn em. Đập tay. Hãy ăn cho bằng được. Nè, coi nè. Bây giờ mới được ăn. Đâu có dễ em. Đó, em muốn ăn cho em ăn nó qua. Đưa cái chân cao lên. Đưa cái chân cao lên được không? Đưa cái chân cao lên được không? Hahahaha.
Chấp đứt rồi đó. Kéo nó xuống cho nó rớt. Lấy cái mồi giữ lại luôn. Cho nó rớt, cho nó rớt, cho nó rớt. Yeah. Hay quá, như vậy là ở trò chơi này tỷ số 1-0 đã nghiêng về đội anh Vũ Hà, Tiến Luật và Lan Ngọc. Đội thua bị hình phạt rùng rợn từ chương trình. Chúng tôi xin lưu ý với đội thua, bắt buộc phải ăn vì đây là những đồ ăn đã được cho phép. Chúng tôi không bao giờ đưa ra tầm bậy cho các bạn ăn. Đồ ăn của chúng tôi luôn tốt cho sức khỏe. Mời các bạn đeo mặt nạ vào. Cho chị dạ đi. Người đàn ông của năm. Có dạ trước nha. Không. Hoa. Lúc nào cũng vậy hết á. Lúc nào cũng chỉ là em thôi. Rồi xuống đây Hoa. Làm em khó lắm. Em quê đâu? Anh lại hỏi nữa hả? Em ở Hải Dương ạ. Ờ Hải Dương thì sang đây nha. Cái này như bánh đậu xanh ấy mà. À nó không như bánh đậu xanh thôi. Ừ, nó cũng không có tua tủa gì đâu. Ủa sao không cạo lông nó hết ta? Cái gì vậy? Nó có lông rồi anh. Bây giờ có chân. Ở bên Thái Lan ấy bán nhiều lắm, nó nướng nướng ấy. À gà. Eo eo eo. Lông. Có nó giòn không? Anh rút vào đi. Há miệng ra, há miệng to ra. 1, 2, 3. Há miệng to ra. Kháng mạnh lên, kháng mạnh lên. Trời ơi, nó sạch luôn á. Nhai nha em, không được nhả, nhai nuốt vào. Đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết em, đừng nói gì hết. Gán ngay đi. Nuốt vô. Nuốt vô. Nhìn, mình là đàn ông mà nhìn. Cô em. Chúc cho chị dạ cái phần đầu á. Ghê quá, không được, cái khúc này nó ghê quá. Vinh à. Ê, Hoa nó xỉu rồi. M M L X L đi. Thôi 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 thôi. Cho em con cái gì nó nhỏ nhỏ thôi anh ơi. Nhỏ nhỏ đúng không? Rồi. Nhỏ thì còn nguyên lông. Chị Gia ăn trước đi kìa. Cái này ăn được hay ra ghê ha. Phải công nhận đó. Mà cắn ra nữa chứ. Rồi ok, hả miệng ra Vinh. Mạnh mẽ lên nào em trai. Ăn lại Vinh ơi. Bước vào đây không cần nói gì hết. Vinh ơi anh đâu rồi Vinh ơi. Vinh ơi. Anh đây. Vinh ơi. Đứng im em trao đổi mồ hôi tay dữ vậy cưng. Em run quá. Cầm gì cho đỡ run cưng. Em cầm này mà em run quá em quất vô mặt Giang. Báo cho em biết con này có cái chữ đầu này chứ anh nợ. Khi chúng ta đi ăn thịt bò hay là thịt heo thì cái phần ba chỉ, phần bụng á ha, là cái phần mà ăn rất là ngon, thịt mềm. Đây, bầu bụng. Phan kìa, nó có tơ kìa. Há miệng ra. Nhai. Cái bánh con nhện à? Đúng rồi, bánh thôi mà. Làm từ đường sữa đâu có gì đâu. Nhưng mà cái lúc cắn vào rồi thì em thấy nó yên tâm. Còn cái lúc mà anh lấy cái chân anh chạm vào môi nó ghê lắm. Nó mò trước môi mình á. Chưa ăn một cái bánh kem mà khủng khiếp như vậy. Thì cái này đâu phải là hình phạt, này là phần thưởng đó. Ủa này phần thưởng này đâu phải gì đâu, bánh kem hả? Hả? Kẹo. Trời ơi, biết nãy tôi thua cho rồi. Thưa quý vị, hình phạt đã kết thúc. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát trước khi đến với những chương trình của 7 nụ cười